ngày 1 tháng 8, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, gọi tắt là VEC, chủ đầu tư và công ty cổ phần TASCO, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC, chính thức triển khai ETC trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, VEC lắp đặt hệ thống thu phí ETC tại tất cả 15 trạm thu phí trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại. Đây là tuyến cao tốc cuối cùng trong số 4 cao tốc do VEC đầu tư khai thác được đi vào vận hành hệ thống ETC. Đây cũng là cao tốc đầu tiên không nằm trong hệ thống cao tốc Bắc Nam phía Đông duy nhất trên cả nước đưa vào vận hành hệ thống thu phí ETC nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về áp dụng thu phí hoàn toàn tự động. Do áp dụng vào ngày đầu tiên nên ghi nhận các xe phát sinh khá nhiều lỗi nên có tình trạng ùn ứ tại trạm. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn VETC, việc các xe bị lỗi do vị trí dán thẻ chưa phù hợp nên camera không quét được hoặc có thể do lỗi của hệ thống dẫn tới không đọc được. Các lỗi này đều được nhân viên của trạm phối hợp kiểm tra lại thẻ, số dư tài khoản và trừ tiền offline rồi cho xe qua. Theo Thứ trưởng Bộ Thông vận tải Lê Đình Thọ, quá trình vận hành ETC thời gian đầu sẽ không tránh được các trục trặc. Do đó, Bộ Thông vận tải đã yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ, chủ đầu tư theo dõi sát để kịp thời xử lý các tình huống, bảo đảm việc thu phí được an toàn, thông suốt, tạo được sự ủng hộ của người dân.